everybody, my name is Mai, and today we will be making a delicious pate. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Mai sẽ trình bày cho quý vị và các bạn một món ngon, đó là món pate gan. The ingredients you will need are chicken liver, unsalted butter, brandy, yellow onions, garlic, shallots, bay leaves, thyme, salt and white pepper, mushroom seasoning and chicken broth. Chúng ta cần gan gà, bơ, rượu, hành vàng, tỏi, hành hương, lá bay, thyme, tiêu trắng, muối, nấm bột và nước súp gà. If you would like the recipes, please visit our website. Now we're going to saute our shallots, onion, and garlic. We're going to add our chicken liver. Now we're going to add our seasoning. Mushroom seasoning. Salt, white pepper, bay leaf, and chicken broth liquid. You may need to add a teaspoon of sugar.
now add your brandy. And here you have a delicious pâté. Thank you so much for watching our video. If you would like the recipes, please visit our website. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem Mai trình bày pâté gan. Nếu quý vị và các bạn muốn công thức, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.